Mời các bạn xem kèo kỳ các bạn. Kèo kỳ nha. Nam nhà bàn. Nam nhà bàn chấp nắp lưu Mỹ Hòa Đồng 5m đích nha các bạn. Kỳ solo các bạn. Bên kia là thằng em Nam nhà bàn. Bên đây là nắp lưu. Nắp lưu Mỹ Hòa Đồng các bạn. Kỳ solo chấp 5m đích các bạn. 12 điểm tới nha. Không không. Hai bên phát bằng chân các bạn. Một không nghe gì nắp lưu. Hai không nghe vậy cho nắp lưu. Nam nhà bàn chấp nắp lưu 5m đích nha các bạn. Hiện tại bây giờ là 15:30 nha. Sân này là xã Kiến An, Chợ Mới, An Giang nha các bạn. Cách nhà Hải Dương khoảng 2km nha các bạn. Cách nhà Hải Dương khoảng 2km thôi các bạn à. Từ cầu ông trưởng lên phà Định Giang nằm đoạn giữa các bạn. Hai không. Hiện tại bây giờ hàng 6 đang lu bu nha các bạn. Hàng 6 hiện tại bây giờ ở ngoài đang lu bu các bạn à. Hai không. Bóng không vào lưới 1-2. Quýnh bóng chèn từ đó tới giờ tên tôi không biết tên thằng này thằng gì, tên là nắp lưu các bạn. Trời ơi. Nhà nắp lưu bán cà phê các bạn ơi. Nắp lưu kia với banh uống cà phê sấy sấy các bạn. 3-1. Hiện tại bây giờ tôi thấy khán giả ngoài đang lu bu hàng 6 lộn xộn các bạn à. Ba một. Nắp lưu tự sát tại đám cỏ các bạn ơi. Đám cỏ bò sau lưng tôi nè. 2-3. Bóng ngoài. Bên kia là thằng em Nam nhà bạn các bạn. Nam nhà bạn không tới 1m7 các bạn. 4-2. Đâu?
Nam có một cú bóng giống như chó đái các bạn ạ. Ủa xin lỗi các bạn, nắp lù nhảy cái bóng giống như chó đái quá. 3-4 thắng. Đừng có chửi thầy em. Hiện tại bây giờ bạc bên Nam vẫn còn các bạn. Nam nhà bạn bị gác điểm nhưng mà bên sân lớn vẫn còn tiền các bạn à. Xung quanh Đại Lâm, Bình Liên Viên, Tàu Lao, Trà Vĩ Đao, VTV6 là sau lưng là nguyên cái đám cỏ bò các bạn à. Hai bên là chuối và vườn xoài các bạn. Thằng nào thua thì ra ăn cỏ bò luôn các bạn à. Đây là thằng em tên Nắp Lu các bạn. Nắp Lu Mỹ Hội Đồng. 4-5. Năm đều. Năm đều. Hay quá Nắp Lù ơi. Hay quá Nắp Lù ơi. Cái nữa ơi, hay quá Nắp Lù ơi. Chết đi Nắp Lù ơi. Xin lỗi. Xin lỗi Nắp Lù, hay quá Nắp Lù mà chịu không nổi, chết đi Nắp Lù ơi. Hiện tại bây giờ theo thông tin tấn xã Việt Nam nhận được là bên sân lớn đá ăn nằm không các bạn à. Quá hay Nắp Lù ơi. Sáu đều. Bảy sao. Tám sao. Hay quá Nắp Lù ơi. Tám sao. Chết luôn. Hay quá Nắp Lù ơi. Bảy tám. Bảy tám. Trời ơi. Nắp Lù thường ngày Nắp Lù uống cà phê quá, cho nên cái banh Nắp Lù kỳ say say ghê quá. Tám đều.
Thiếu nữa rồi. Này ở đây không có đám lát, ở đây đám có cỏ bò. À, tôi nói với các bạn rồi, thằng nào thua á, bên nào thua thì ăn cỏ bò trừ cơm các bạn ơi. Chín tám. Hoài luôn. Nãy giờ nấp lu tự sát tại đám cỏ bò hơi bị nhiều á. 08 12 tới các bạn à. Hay. Hay. Nắp lù là tự sát tiếp các bạn à. Nếu mà tình hình này thường thường quê của Đại Lâm Balotelli Trần Hoàng Đại Lâm là nắp lù hoặc cái lù là đựng nước, không cái này chắc bể cái lù luôn các bạn. Một tám 12 tới các bạn. Nó nắp lưu tự sát tại đám cỏ bò thiệt các bạn à. Đây, theo tôi nhận định các bạn biết đây là đám cỏ bò sau lưng nè. Thằng nào thua là ăn cỏ bò trừ cơm nè. Đây là thằng em nắp lưu bể cái lưu luôn các bạn ơi. Xin lỗi thằng lưu này nó thở không nổi các bạn à. Đây các bạn nhìn thấy không, bây giờ hiện tại giờ sân khán giả cũng đông các bạn. 15:30 chiều. Xin nhắc lại cho các bạn mọi người biết nha, sân này là xã Kiến An, chợ mới An Giang các bạn. Cầu ông trưởng tới phà Thượng Giang nằm chính giữa nha. Nhưng mà cũng có cái đặc biệt là sân này cách nhà Nguyễn Hải Dương có 2 km thôi các bạn à. Quê hương Đại Lâm Trần Hoàng, Đại Lâm Balotelli rất nổi tiếng. Nguyễn Hải Dương, Nguyễn Hữu Tình. Win solo 1.5, 1.6 không các bạn à. Chúc các bạn ngày mùng 11 Tết xem bóng vui vẻ nha. Còn bây giờ các bạn lo xem sao tối về xem tin tức 60 giây coi tiếng khỉ thế nào các bạn. Các bạn đang ngóng tin tức tiếng khỉ nhiều ạ. À.